Trời ơi, con mèo nó ăn giống mối à. Ghê không? Hôm qua là nó lại một con mèo trắng bốn con á, hồi sáng giờ nó một con là con thứ hai nữa rồi đó. Đó mau thì đang dậy quê ngon đó. Trời ơi, có con mèo nó săn ghê ha. Nó ăn luôn rồi ta. Ăn luôn à. Trời ơi. Nó thả ra thôi, nó giỡn quá không, nó bắt rồi. Nó giỡn chết nó mới ăn. Mèo nó bắt rồi, nó giỡn nè. Không coi ạ. Đó, đó, đó. Thả ra xong rồi cho nó con giống mối nó bỏ chạy xong rồi nó giống mối rồi. Coi á. Thả ra. Giờ đâu chạy được nhá. Giờ không chạy được đó. Nó đường nó giỡn trẻ rồi nó mới ăn mà. Con mèo nó săn gì giỏi. Nó không có nó giỡn mà. Nó giỡn với con gián mối mà. Nó nhanh ha. Cái mối đâu có chạy được đâu. Chút nữa xong rồi cho chú lấy xe thôi. Rồi đó, nó chạy kìa đó. Đó, nó chạy rồi đó. Đó. Cái chán mối không có, nó không có chạy được luôn mà. Nó chạy cái con mèo nó vô. Con mèo quay mặt chỗ khác rồi nó mối nó bỏ chạy, nó chạy không được á. Ngồi canh à. Không chạy được. Tội rắn mối kìa. Mèo nó nhanh lắm, nó giống mối đâu mà chạy được. Nó đang nằm cho con rắn mối chạy chán hồi nó bị ăn á. Nó giỡn nè. Mèo khóa giỡn lắm. Khôn lắm, nó tha ra cái chỗ trống này nè, thả đây. Các bạn coi cái con mèo mà nó vờn cái con chuột á, nó cũng vờn y vậy á. Vờn cái nào mà con chuột nó mệt nó chết rồi cái đầu nó mới ăn. Rồi xong. Giờ nó ăn luôn rồi đó. Vờn chán rồi giờ nó ăn á. Đó, nó dần chán giờ nó ăn. Nắng về đây bỏ đi đem ngoài gì vậy? Trời ơi. Dần chán xong ăn luôn.
ăn ngon lành luôn á. Mèo này một ngày làm mấy con rắn mối. Đây còn cái đuôi nè. Quốc luôn. Thật sẽ có phần gì hết. Thôi xin chào mọi người nha. Mèo chào mọi người đi coi. Mèo. Chị mèo đẹp gái. Anh mèo đẹp trai.